Bồ Công Anh, vị thuốc quý trời ban, bài thuốc quý hơn vàng, chữa cả đống bệnh, bổ gấp trăm lần nhân sâm. Kính thưa quý vị, trong các bộ phim, cây Bồ Công Anh là biểu tượng cho tình yêu thuần khiết, không tì vết. Bồ Công Anh đã gắn liền với biết bao câu chuyện cảm động, biết bao nước mắt, kỷ niệm thời thơ ấu. Nhưng ít ai biết rằng, trong y học, Bồ Công Anh còn được dùng để điều trị nhiều căn bệnh vô cùng hiệu quả, lại vô cùng rẻ, bổ hơn nhân sâm. Đặc biệt có giá trị điều trị căn bệnh ung thư, căn bệnh quái ác thế kỷ. Nếu như quý vị chưa biết những tác dụng chữa bệnh của Bồ Công Anh, hãy cùng Sức Khỏe Việt tìm hiểu video sau đây. Bồ Công Anh, vị thuốc quý trời ban, bài thuốc quý hơn vàng, chữa cả đống bệnh, bổ gấp 100 lần nhân sâm. Có được khí hậu nóng ẩm cùng đất đai màu mỡ, đất nước ta nổi tiếng với những thảo dược quý. Đó chính là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Tận dụng điều này, từ xa xưa người dân phương Đông đã biết cách biến chúng thành những vị thuốc giá trị, trong đó không thể không kể đến Bồ Công Anh, là loài cây dại ẩn chứa trong mình nhiều điều thú vị. Nhiều người thắc mắc liệu rằng loài cây này có thực sự là thần dược. Chúng tôi đã tìm đến các chuyên gia dinh dưỡng và những khẳng định của họ không khỏi bất ngờ. Không còn là những lời đồn thổi, loài cây này thực sự mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là những công dụng chữa bệnh tuyệt vời từ cây Bồ Công Anh mà bạn nhất định phải biết. 1. Điều hòa chứng rối loạn gan mật. Bạn đang phải làm việc căng thẳng, quá sức khiến gan mật suy giảm chức năng. Chúng tôi có thể đảm bảo một cốc sinh tố Bồ Công Anh cùng cải song sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng này. Ngoài ra, một số bệnh lý khác như vàng da, khô da cũng sẽ có những chuyển biến tích cực. 2. Tăng sức đề kháng, chống suy nhược. Các thành phần chất xơ có trong Bồ Công Anh rất có lợi cho hệ tiêu hóa. Chính vì vậy, nó sẽ giúp cơ thể tăng cường hấp thụ các chất, nhanh đói hơn. Hơn thế nữa, các chuyên gia dinh dưỡng còn khuyên sử dụng thường xuyên giúp đào thải độc tố trong cơ thể. 3. Chống loãng xương. Như chúng ta đã biết, magie là chất rất tốt đối với các bệnh về xương khớp. Không chỉ có tác dụng phòng ngừa mà nó còn hỗ trợ điều trị rất tốt. Thật may mắn chất này lại được tìm thấy trong Bồ Công Anh với hàm lượng rất lớn. Bạn có thể sử dụng chúng mỗi ngày bằng cách xay thành nước uống hoặc nấu như một món ăn. 4. Hỗ trợ điều trị tiểu đường. Thành phần hóa học của Bồ Công Anh giúp cơ thể sản sinh ra một lượng lớn tế bào insulin, điều tiết lượng đường trong máu giữ ở mức ổn định nhờ vào ức chế quá trình chuyển đổi và hấp thụ đường của cơ thể. Người bệnh nên pha trà Bồ Công Anh cho thêm một vài nụ hoa cúc trắng để giúp ổn định đường huyết. Có thể dùng trà thay nước uống hàng ngày, sự kết hợp này sẽ đem lại hiệu quả rất tốt đối với người bệnh tiểu đường. 5. Giúp ức chế tế bào ung thư. Trong Bồ Công Anh có chứa nhiều hoạt chất giúp ức chế quá trình oxy hóa, giúp cơ thể và tiêu diệt các gốc tự do. Vào năm 2011, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Windsor, Canada đã tiến hành một cuộc thí nghiệm như sau. Cho tiêm một chiết chiết xuất từ loại cây này vào con chuột có chứa tế bào ung thư. Sau 3 tháng, các nhà khoa học nhận thấy tế bào ung thư đang phát triển chậm đi rất nhiều so với lúc chưa sử dụng chiết xuất. 6. Giúp thải độc cơ thể. Việc sử dụng trà Bồ Công Anh mỗi ngày sẽ giúp cơ thể bạn đào thải một lượng lớn chất độc và kim loại nặng có trong thận và gan ra khỏi cơ thể thông qua đường nước tiểu hoặc hậu môn. 7. Bổ sung vitamin A. Theo các nhà khoa học thì trong Bồ Công Anh có chứa một lượng lớn vitamin A có tác dụng giúp kích thích cơ thể sản sinh bạch cầu. Ngoài tác dụng kích thích cơ thể sản sinh bạch cầu thì vitamin A còn có vai trò rất quan trọng trong việc nuôi dưỡng thần kinh và giúp bạn có một đôi mắt khỏe đẹp. 8. Điều trị hiệu quả một số bệnh ngoài da. Bồ Công Anh là một vị thuốc nổi tiếng trong dân gian với công dụng chữa các bệnh ngoài da hiệu quả. Bạn lấy cả phần rễ, thân, lá, dã nhuyễn rồi đắp lên vùng da bị tổn thương sẽ giúp chúng lành nhanh chóng, chẳng hạn như mụn cóc, mụn nhọt. 9. Hỗ trợ giảm cân. Nó sẽ giúp bạn đốt cháy calo hấp thụ đào thải độc tố trong cơ thể. Ngoài ra chúng còn có giảm mỡ thừa, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho người ăn kiêng. 11. Giúp cải thiện hệ tiêu hóa. Theo các nhà khoa học, thì trong Bồ Công Anh có chứa nhiều chất xơ giúp cải thiện hệ tiêu hóa và làm ruột khỏe mạnh hơn. Ngoài tác dụng giúp cơ thể cải thiện hệ tiêu hóa và làm ruột khỏe mạnh, thì chất xơ còn giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, đau tim và sỏi thận. Một số bài thuốc từ Bồ Công Anh. Dưới đây là một số bài thuốc y học cổ truyền của Bồ Công Anh. Các bài thuốc này được chúng tôi trích dẫn từ cuốn Bách Khoa Toàn Thư, Đông Y. 1. Bồ Công Anh chữa tắc tia sữa.
Cây bồ công anh giúp điều trị triệu chứng tắc tia sữa cho phụ nữ sau sinh rất tốt. Trong dân gian, ông bà ta thường dùng bài thuốc như sau. Chuẩn bị: lá bồ công anh khô 10g hoặc 50g, lá bồ công anh tươi, thần khúc 50g. Cách làm: rửa sạch tất cả các nguyên liệu trên và để cho ráo nước, bỏ vào ống đun sôi cùng với 900ml nước, nấu cho tới khi khô lại còn khoảng 300ml nước thì tắt bếp. Để hỗn hợp nguội rồi chia thành 2 phần, uống sáng và tối. 2. Trị mụn trứng cá. Bồ công anh có công dụng trị mụn cực kỳ hiệu quả, trong loại thảo dược này có chứa chất chống oxy hóa và kháng viêm. Do đó, bồ công anh hay được dùng để đẩy mụn nhọt, làm sáng da. Các bạn có thể thực hiện bài thuốc dưới đây. Chuẩn bị: bồ công anh 20g, lá dâu 12g, cam thảo 6g, thường nhĩ tử 12g. Cách làm: rửa sạch các nguyên liệu trên, cho vào ấm đun sôi cùng 1,5 lít nước, uống trong ngày thay cho nước lọc. 3. Chữa viêm loét dạ dày, tá tràng. Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Lương y Bùi Hồng Minh cho biết bồ công anh là loại thảo dược trị đau dạ dày, tá tràng hiệu quả. Do có khả năng giảm đau, chống viêm, cho nên bồ công anh được dùng trong điều trị đau dạ dày. Tùy theo thể đau dạ dày do can, tỳ, trào ngược mà sẽ dùng bồ công anh kết hợp với các vị thuốc khác nhau để điều trị bệnh, Lương y Bùi Hồng Minh chia sẻ. Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thuần, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Tuệ Tĩnh, nguyên Phó Giám đốc Học viện Y học Cổ truyền Việt Nam, bài thuốc chữa đau dạ dày bằng bồ công anh như sau. Chuẩn bị: lá bồ công anh khô 20g, lá khổ sâm 10g, lá khôi 15g. Cách làm: đun sôi các nguyên liệu trên với 300ml nước và uống trong ngày. Nếu cảm thấy cay đắng thì có thể bỏ thêm chút đường cho dễ uống hơn, nên uống liên tục trong vòng 10 ngày. Bài thuốc này hỗ trợ điều trị viêm dạ dày và làm giảm các cơn đau dạ dày rất hiệu quả. 4. Bài thuốc trị bệnh gút bằng bồ công anh. Chuẩn bị: rễ và lá bồ công anh 30g. Cách làm: bạn lấy lá và rễ cây bồ công anh đem về rửa sạch, phơi khô và bảo quản trong lọ thủy tinh đậy kín nắp. Sắc 30g lá và rễ bồ công anh với 500ml nước, khi thuốc sôi thì tắt bếp uống trong ngày. Bạn có thể lấy rễ bồ công anh giã nát với một thìa muối và đắp bên ngoài vùng xương khớp bị sưng, đau do gút. Mỗi ngày đắp một lần trong một tiếng rồi rửa lại với nước sạch. Với các bài thuốc dùng bồ công anh trị bệnh gút, bạn nên kiên trì làm liên tục trong thời gian ít nhất từ 1 đến 2 tháng thì mới có hiệu quả. Bên cạnh đó, bạn cần kết hợp với chế độ ăn uống và nghỉ ngơi khoa học, hợp lý thì bệnh sẽ mau khỏi hơn. Cách sử dụng cây bồ công anh: lấy khoảng 10 đến 15g cây thuốc bồ công anh khô rửa qua bằng nước sạch, đun sôi với 0,5 lít nước, sau đó sử dụng, có thể làm thức uống hàng ngày. Tùy vào khẩu vị mỗi người, có thể thêm đường vào cho dễ uống. Làm nước sốt trong món ăn, kết hợp với rau ngò để chế biến nước sốt giúp tăng hương vị, đồng thời ngăn chặn gốc tự do, kháng virus và hỗ trợ cơ thể giải độc. Rau bồ công anh xào tỏi và chút chanh khi ăn rất ngon, có thể cho thêm ít ớt và hành tây tùy khẩu vị của mỗi người. Ngoài ra có thể chế biến mì hải sản giúp bổ sung omega 3, chất béo, mang đến nhiều lợi ích cho cơ thể. Chà bồ công anh: lấy khoảng 15g bồ công anh sấy khô cho vào nước sôi hãm uống như chà bình thường. Uống trà bồ công anh là cách tốt nhất để tận dụng dược tính mát gan, thanh nhiệt của thảo dược này. Một số lưu ý khi dùng bồ công anh. Theo các bác sĩ, khi được sấy khô thì cây bồ công anh là loại thảo dược có dược tính khá cao. Vì vậy, để có thể đạt được hiệu quả chữa bệnh thì và bảo vệ sức khỏe bản thân, trước khi dùng bồ công anh, bạn nên ghi nhớ những lưu ý sau đây. Bồ công anh có thể gây ra một số tác dụng phụ như chán ăn, buồn nôn, viêm da dị ứng, viêm da tiếp xúc. Trong quá trình sử dụng, nếu bạn gặp phải tình trạng này thì hãy lập tức ngưng dùng bồ công anh và thay thế bằng những phương pháp điều trị khác thích hợp hơn. Đối với trường hợp dùng bồ công anh chữa tắc tia sữa, bạn nên bắt đầu uống ít, sau đó tăng dần theo thời gian, tối đa chỉ nên uống 300ml mỗi ngày. Việc bạn uống nước bồ công anh trong thời gian dài có thể làm cho những thuốc kháng sinh mà bạn đang dùng bị giảm tác dụng hoặc thậm chí mất hết tác dụng. Thành phần kali chứa trong loại thảo dược này cũng khá cao, cho nên dùng nhiều quá có thể gây nên tình trạng mất cân bằng khoáng chất trong cơ thể. Những đối tượng không nên dùng bồ công anh. Nếu bạn nằm trong các trường hợp sau đây thì không nên sử dụng cây bồ công anh. Người bị bệnh huyết áp cao và suy tim xung huyết. Người mắc hội chứng rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, ruột kích thích, tắc ruột, tắc nghẽn ống dẫn mật. Người bị mẫn cảm với các thành phần có trong bồ công anh.
phụ nữ đang mang thai và trẻ em dưới 12 tuổi. Quý vị thân mến, tục ngữ có câu nói, làm hoàng đế mắc bệnh không bằng làm kẻ ăn mày khỏe mạnh. Sức khỏe chính là thứ đáng quý nhất, là tiền đề của sự nghiệp. Một người nếu mất đi sức khỏe, vậy xem như đã đánh mất tất cả. Vì thế, để có một tâm hồn khỏe mạnh, nhất định phải dưỡng thân, ăn uống có chừng mực, thường xuyên vận động, tránh rượu chè tửu sắc. Và không những vậy, cần phải đề cao việc tu tâm dưỡng tính, tránh xa oán giận, tranh chấp với người khác, bảo trì tâm thái điềm tĩnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay của Sức Khỏe Việt. Cuối cùng, chúng tôi hy vọng rằng video này sẽ có ích cho bạn. Nếu thấy video hay và ý nghĩa, hãy chia sẻ đến những người thân để cùng biết đến và áp dụng. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất đến từ ban biên tập chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.